Đây các bạn ơi, tôi hôm nay tôi nhớ là tôi có vài cái gói thẻ loan. Hình như tôi nhớ là Garena có nhắn ở trong nhóm là có vài gói thẻ loan, có 10 gói thẻ loan. Để có thể là anh em có thêm những cầu thủ để test. Thầy có 10 gói loan DC đúng không ạ? Đây đây, đây có luôn 10 gói đây. Pele này, anh em muốn test con nào đầu tiên nào? Anh em muốn test con nào đầu tiên? Rosicky à? Müller thầy ơi. Rosicky là một lựa chọn khá mới nhá. Ok, được rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ làm Rosicky đi. Một trong những cầu thủ mới trở lại với Uli Zalazu này. Một trong những cầu thủ mới trở lại với FC Online. Được đấy nhở, tôi nghĩ là Rosicky sẽ là một lựa chọn khá là ok. À, tôi sẽ mang Rosicky về đây. Ok, lạ nó mới cuốn đúng không? Good Merten là cậu ấy. Tôi sẽ mang vào đây là Rosicky. Ui, cậu bắt xét luôn mà, xem à. Quả này Rosicky chặt. Quả này Rosicky đúng không? Chuẩn luôn, quả bỏ của Rosicky đúng luôn mà. Rồi, 115. Giấu tên đã donate cho đúng Rosicky luôn mà. Đồng. Khải gửi thầy Tabi, thầy buổi tối vui vẻ. Thầy cảm ơn Khải nhá, cảm ơn em rất nhiều. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn một trong những con hàng DC mùa này. Mùa gì DC là cái gì ta? DC nó là cái gì nhỉ? DC nó dịch ra là cái gì? Nó là DKD. Mùa này là mùa DK à anh em? À thế anh em không nói, tôi lại cứ tưởng mùa này là mùa đại cán. DC này tôi cứ tưởng là mùa này là mùa đại cán, các cầu thủ chỉ dê thôi, không truyền được, chỉ dê với sút thôi. Anh em không nói là làm tôi cứ tưởng. Ok, thì tôi sẽ test luôn quả Rosicky nha anh em ơi. Rosicky trong cái gọi là cái đội hình tổng của tôi chơi này thì tôi sẽ chơi ở vị trí CF. Cái sơ đồ mà tôi vẫn chơi. Rosicky, nhìn qua một chỉ số thế nào. Chúng ta sẽ có một cầu thủ chơi ở vị trí hộ công. CAM sẽ là OVR cao nhất là 121. Chân 5, thể hình nhỏ là một cái bất lợi rồi. Thể hình nhỏ trong game này sẽ là một cái bất lợi, nhưng mà đồng nghĩa việc là sẽ dễ tốt hơn. Hiêm đã cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Hiêm nha. Tối nay em Alin MU 200 tia, thầy khấn cho em MU ăn đi đồng banh thầy à mặt cười. Không phải khấn, xong rồi, kéo ăn rồi, không phải khấn, khủng gì cả. Có bấm bóng này, có kiến tạo, cộng 5, dứt điểm ở 101. Cộng 5, level 5, dứt điểm 101. Tôi có nhìn nhầm không ta? Có CM đá được một chân mà sút 101 ở mức thẻ cộng 5. À như vậy là truyền đi đừng sút, là như vậy là tôi sẽ không sút với Rosicky nha. Rồi với Rosicky thì tôi sẽ đặt những cái mà thiên về kiến tạo. Em ân lính thập phong đã donate con này sút không ngon nên là mình đồng. Sẽ thiên về kiến tạo nhá. Hello thầy, em vào muộn ạ. Hello. Giờ nhớ thầy quá, thầy nhớ em ca. Hello em. Tôi sẽ để cái này đi, tôi sẽ để cho con Rosicky cái này. Đấy, tôi sẽ để cái này cho Rosicky. Khéo léo kiến tạo và sút xa. Thì con Rosicky này là sút có 100 à. Lee đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ok, thay đổi nào. Hello thầy Long Tam Nosi. Hello Phúc Ly nha. You remember me. Nhớ mà Phúc ơi. Nhớ mà. Uầy, Rosicky này lâu lắm rồi. Rosicky này hình như là FIFA 3 có không nhỉ? Tôi không nhớ luôn đấy là FIFA 3 có không. Đồng Apple đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy nhìn chào anh em bên anh trắng qua, chào anh và anh em kênh mình. Ok, chào Đông nha. À, Rosicky. Rosicky thể hình nhỏ mà sao mà nhìn trông cũng được ấy chứ nhở? Ở trên thông số là ghi thể hình nhỏ mà tôi nghĩ là nhìn cũng được ấy chứ nhở? Cũng đâu đến mức đâu. Mở bát game đầu win 50k, cách biệt hai bàn 50k nữa nhé sư huynh. Bú full hai mâm. Ok, cảm ơn Lê Tô nhiều nhá. Trận đầu tiên tôi sẽ test quả Thomas Rosicky. Edmitao. Rosicky luôn này. Militao. Rosicky là thể hình nhỏ đúng không? Xong đấm được nhở? Kavarat Kedia vẫn là trò cưng của tôi. Con này vẫn là tín. Số bước 1 kìa. Cột 2 này. Nope. Rosicky tạt bóng ngon như thế rồi. Bách yêu thầy Tabi hơn vợ, Bách đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Bách nha. Tuy chưa mua tay cầm hay hàng bên thầy, nhưng em đang muốn phá ớt 2k tỷ BP. Muốn nhờ thầy. Đưa đây Bách ơi. Liệu thầy có đồng ý? Đưa đây yêu Bách thầy. Ơi. Có, đưa đây Bách ơi, đừng giữ làm gì, đưa đây. Qua một cái Rosicky. Và đó là Rosicky của DC. Nè Rosicky này. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Rosicky donate cho Tabi 10k. Ghép binh be team lag do moi ngoa, thầy có so thành MU không? Thầy ơi, em có con ước 1.500 tỷ BP, tụi em muốn build team mạnh để leo rank nhưng chưa biết nhờ ai, thầy có muốn?
Thầy có muốn nhờ hộ em à? Thầy có muốn đi nhờ giúp em à? Hay như nào? Em nói hết ra anh ơi. Mấy con phận này cứ đưa tôi vào thế nhỉ? Rosicky chân chân trái nhỉ? Ôi trời ơi. Nếu đang buồn, hãy vui lên. Đó là lời khuyên của tôi dành cho những em nào đang buồn. Nếu em đang buồn, hãy vui lên. Ôi trời ơi. Em Đức giấu tên 096 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Có trận 8-0 mà thầy nói mãi mặt cười. Sau em cầm đội hình Real 4k tỷ, thầy cầm đội Arsenal 100 tỷ thì thầy dám va không nhỉ? BO3 này. 5 lít. À xà ôi, ok nhận luôn Đức ơi, trưa mai luôn đi cho nó nóng nhỉ. Trưa mai luôn đi cho nó nóng để lâu sợ nguội ấy, để lâu sợ Đức quên ấy. Rồi, Leto, cú nhận kèo. Học sinh trường quốc tế đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi, sao con vợ Google đọc tên em kỳ Z thầy? Tiện cho em hỏi bạn nam tên Thái Đầu R ạ. À, Vincenzo đừng viết hoa hết tên, em chỉ viết hoa chữ đầu thôi thì nó sẽ đọc chữ thành Vincenzo. Ngoài việc đá hay thì thầy Tabi còn là tổng kho phế liệu ở FC Online. Anh em nào cần build team thì liên hệ nhé. Ok, cảm ơn anh em, hội người cao tuổi luôn mà. Sao nên tôi gặp nhiều quả tên dị nhỉ? Có 1.000 tỷ cần nâng cấp team Gen đúng không? Được rồi, Morata sẽ bản hợp đồng của em. Lito đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Thấy chưa, tôi tin Lito. Đấy là trường khác chứ trường làng là Netflix. Và Lito đang dù gì cũng là một chức cao, cái thứ ở trong trường làng làm sao mà chuyện người ta không tín được anh em. Rosicky. Rosicky. Em thế anh team ekip trường quốc tế đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Công suất. Riêng về khả năng build team thì thầy Tabi đây phải gọi là sở trường. Anh em gần xa bà con cuối phố ai có vài nghìn BP thì cứ gửi cho thầy. Gửi đi thoải mái lên. Người ta có câu chọn mặt gửi vàng. Kỹ năng build team của thầy anh phải nói chẳng là trốn một xu tấm tương thanh BP bạch trùng tu muôn đời tính anh liêm khiết sáng người ai như sa tị một đời thảo mai. Messi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lạc đà mảnh đất hữu tình có một cỏ thù ẩn mình nơi đây. Thân hình có vẻ không gầy ấy vậy ngọn cỏ làm chầy chân anh. Nhìn vào đôi mắt long lanh vấp cỏ đẹp thế hông pen à tài. Sao lắm thơ nhỉ? Sao lắm thơ ta? Rosicky. Sao lắm thơ ta? Thế đang test con Rosicky trước. Thì cá nhân tôi thấy con Rosicky chuyền chọn khá là hay. Dẻo nữa. Đây, có những tình huống qua người nó. Ôi giời ơi. Nó không phải tình huống này. Henry Alba hay Levan Haaland thầy nhỉ? Em phân vân cặp tiền đạo của Arsenal hoặc Dortmund. Ờ, chết rồi. Em đừng đá cặp Lewan nhé. Đừng đá cặp nope. Đừng đá cái cặp Lewan với Erling Haaland. Con Haaland nó chỉ đá độc lập thôi. Ôi giời ơi. Từ nhé, từ nãy giờ tôi công nước từ nhé. Anh em đợi tí nữa, ghi bàn cái đó. Ôi trời ơi. Bùi Thanh Tùng trọ tại khu tập thể Vinhome Smart City đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lâu rồi không xem thầy đá, thầy vẫn vậy nhỉ? Hi hi. Vẫn vậy là nhà vẫn thơ à? À đúng không? Vẫn thơ đúng không? À, ai cũng như anh à? Benzema đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ê. Em mà biết kênh thầy sớm hơn thì em đã gửi nick cho thầy mở cho em hai vòng SVM trúng jackpot rồi. Buồn ghê. Làm gì có thằng nào nói mạnh tôi mở mẹ tàn mắt. Làm gì có thằng nào dám nói mạnh cho nói thật anh em ấy. Ôi giời ơi. Rosicky. Đã donate được cho Tabi 10.000 đồng. Như lời thầy to bi trá của em đã dạy. Tiếp để thầy mở được mắt là thầy đừng mở min nữa là xong ạ. Nope. Thế... Trời ơi. Cha bu cung mới dứt điểm. Có ẩu đâu bác Lito. Tại hôm gặp cứ vài câu bác lại đào thì em cũng tự hiểu mà. Khe này. Rosicky, ok. Thái Bình đã mọi thứ còn nguyên. Tabi 10.000 đồng. Có những mối tình mà dù bạn có vấp phải bao sự lừa dối, bị trà sát bởi cả bể đắng cay thì con tim vẫn cứ son sắt một lòng với tình yêu ấy. Hay quá nhỉ. Các fan của Arsenal có lẽ đều hiểu thấu định lý ấy. Fan MU thì sao? Fan MU thì sao? Fan MU thì sao hả Lorenzo? Còn fan MU thì sao? Quên rồi. Ôi trời ơi. Em ân lính thập phong hay đã đưa hết cho Tabi 10.000 đồng. Rakat. Thấy thầy căng quá thầy cười cái cho em chụp lại đi ạ. Bài toán khó nhất với thầy là Pansisi phải ca ạ. Ân ơi có cái gì đâu hả Ân ơi, thầy thích thắng lúc nào thầy thắng làm sao Ân nhầm à. Thầy thắng lúc nào thầy thắng là thầy đàn thắng này thầy tặng Ân luôn. Phục Ly đã đâu nết cho ta quá, 10.000 đồng. Ai bảo thầy tôi mở min đá rác. Tuyển thủ top 5 FVPL chỉ có lối đá thơ thẩn ra nước với những chiến thuật siêu đỉnh. Mãi yêu thầy, thầy cắn Chris. Bạn đề vẫn là một đường truyền đẳng cấp đến từ Rosicky. Những cái lần chỉ số cao em có bao giờ nhớ đâu, nó là min bắt đầu chế ảnh chế content. Ôi lùm mở to đi. Donate cho Tabi 10.000 đồng. Bila nhá. Chào thầy lần đầu donate thầy có nhớ em không? Không thầy nhớ em mà Bila ơi.
cái họ bi là họ tên đó là gì nhỉ? Họ tên đầy đủ. Họ tên đầy đủ của em là cái gì đấy? Ui ui, em yêu anh quay lại rồi đây, để em đặt nụ hôn lên môi anh nhé, chụt chụt mơ mơ ta. Ủa, nó đến rồi. Cảm ơn em Thái nhá. Phú Quốc Spring à? Đây là con bạn này, mấy con bạn này mùa xuân Phú Quốc đúng không? Mùa xuân Phú Quốc là năm ngoái cũng đã giải đúng không? Thầy ơi, em mới phá ước được 500 tỷ, thầy build lại một team thật đẹp giúp em. Yêu cầu là phun rác và phôi. Em nghe các bạn bảo thầy chuyên thu gom rác và xúc ảo, chắc em tìm đúng người rồi. Yêu cầu có thế thôi à? Yêu cầu của em chỉ nó chỉ đơn giản như thế thôi à? À? Yêu cầu của em chỉ đơn giản như thế thôi gì? Nope. Ui tôi Zigon. Cảm ơn Fumino nha. Em sắp về Việt Nam đó thầy trò mình và tí cả vào chỗ phê được không ạ? Sắp là bao giờ? Sắp là bao giờ nổ địa chỉ cụ thể đấy, sắp là đến Noel tháng 5. Em vừa đặt tay cầm bên hùng tráng, chuyển từ phím qua nên nope. Chưa biết đá thầy hướng dẫn e với. Em cứ đá nhiều nó sẽ quen. Giờ bạn mà khiển được cặp siêu ngu Müller cộng Gomez thì tôi nể bạn luôn. Tôi thì ít khi nể người thua mình lắm. Cay nhỉ. Thế làm gì? Làm gì? Như vậy thì làm gì bị nói. Rồi LC, bước 1 đi. Bước 1 đi không mất. Ôi trời ơi. Cậu ba không phải fan Riga đã đâu nên cho Gabi 10.000 đồng. Vậy rồi. Vậy mà mấy con vợ kia cứ nói vô xem like của thầy Tân. Đi, Đà và thầy Tôn. Đi, là. Thấy anh em. Bây giờ tôi gặp ngoài đường, tôi gặp mấy anh em kiểu là mấy anh em kiểu hâm mộ tôi, mấy em quý tôi, yêu quý tôi. Ơ thầy Tân. Mình nhiều khi mà mình nghĩ mình có phải tên là Tân đéo đâu, thật. Nhiều khi mình nghĩ mình có phải tên Tân đâu. Sao đứa nó cứ ơ thầy Tân kìa. Nhiều khi mình cũng nói thầy Tân là thằng nào nhỉ? Các biết luôn mà. Bắc xa của em vừa vào rồi thầy, chúc các bạn fan MU đá cháy. Ok. Cháy khen ho. Giọng đẻo ngay mà biết ngay mà đẻo ngay được đấy. Người ta an toàn phát người ta giọng đẻo ngay. Nope. Điều thế nhở? Và Vũ Vở nó kể những cái câu chuyện mà tôi thề luôn phải có căn nghe mới hiểu ấy. Riêng Vũ Vở nhá, nó bình luận nó kể chuyện nhá phải có căn nghe mới hiểu. Người bình thường đéo mà hiểu luôn, nó thật với em. Khi mà số 1 không còn là số 1 nữa thì em phải có căn mới hiểu được mà. Thằng nào phải được các cô cậu độ thì đã mới hiểu được. Đố hiểu luôn mà. Quả tên Tân này về già làm cái kênh thầy Tân Vlog, chuyên làm về quả cam và xô nước siêu to khổng lồ. Càng còn rồi. Khe này Rosicky. Ok, Thomas Rosicky. Chạy chỗ hay thế nhở. Từ cúp vàng Premier League đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Phải có căn là căn cọc phải không thầy? Nghe chuyện phú đá khó hiểu thật. Và đó là cái gì? Ôi trời ơi. Benzema đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ôi trời ơi Rosicky. Xin đừng nói hai từ biết đá nếu như không thể đá được cậu lúc. Xin đừng nói hai từ biết chơi game. Hoặc là tay to hay gì đấy. Ai xỉ nó đấm một phát mà. Đấm một phát mà siêu vẹo luôn. Rosicky. Dứt điểm 100 kiểu. Kiểu gì nhỉ? Kiểu gì kiểu hay à anh em? Kiểu ghi bàn à? Đầu tiêu Tân Bi Đà là ai thế nhỉ? Mà ta Bi hát hay như anh Đan Trường sao không gọi là anh Bo vậy? Anh Chí Ta Bo chẳng hạn. Anh Chí Ta Bo. Tôi nhớ ngày xưa cái thằng đầu tiên gọi tôi như thằng con đội ngày xưa hay donate ở Liên Minh Đức. Đấy, bắt đầu sáng tạo tên Tân Bi Đà. Đấy, tôi bắt đầu gọi tên Tân Bi Đà, bắt đầu bao nhiêu gọi anh em gọi theo mà. Đấy. Nghe anh bò cay. Kiểu nào nghe cũng vào. Nghe cay. Anh cá bắt đáy em xem lại. Cậu ba không phải fan Riga đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Người ta hay nói có chí thì nên. Chí. Nói nữa, đừng nói cậu ba ơi. Này. Chabukum này, Rosicky này, không chuyền vội nhá, bây giờ mới chuyền này. Thơ chưa, bây giờ này, khoảng trống này sút này. Ôi ăn của ZD góc gần. Kẻ hóa đá đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Khi viết những dòng này, mình đã thực sự trượt đại học. Dành quá nhiều thời gian cho FIFA, bỏ bê, xem nhẹ việc học và dẫn đến kết cục này. Thế giới bỗng chốc sụp đổ, nhưng có một mạnh thường quân sau khi nghe câu chuyện đã đồng ý tài trợ 100% học phí với điều kiện là stream hôm nay phải có 1.000 like. Ô thế thôi à? Em tên canh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh em 1.000 like anh em ơi. Ô, anh em like thật luôn mà. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Chúc mừng bạn Nguyễn Tuấn Anh nha. Chúc mừng bạn nha. Cũng mắc này, cũng mắc bình thường. Cũng mắc bình thường tàn gọi là dẫn lối với các đàn em. Thế mà hôm nay cũng mắc bậy bạ quá ta. Hay quá nhở. Nope. Dùng đúng cái bài tôi luôn mà. Li Ha đi chuẩn bị bán, sắp tới bán đồ ăn vặt anh em ạ. Sắp tới bán đồ ăn vặt cho thấy nó phù hợp.
bán đồ ăn mặt để xem livestream của tối Lê này Quang hay mà anh em đã donate cho Tabi 1.000.000 đồng. Ui. Lần đầu donate thầy còn nhớ em không đã donate cho Tabi 10.000 đồng. À, xin chào y, tôi đã trở lại để đòn ông này. Rosike. Ôi trời ơi. Bé gì đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em chào thầy, lần đầu donate sau khi em đổi tên. Giả lại luôn. Giả lại luôn. Giả lại một quả AS với tôi luôn. Tôi giả lại quả đấy là Hoàng có vợ cho tôi chớm một quả, tôi giả đấy luôn. Khéo nhá. Khéo nhá. Cú đi rồi, cú đi, cú đi. Khi có Casolo soạn quả đấy ngu, cú đi rồi. Một đường chuyền dài, Kravat Kadia. Em Nhật fan hùa Man City đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Má tối nay xem live stream cười mệt. Thầy có thể chỉ cho anh em cách cầm bóng triển khai bóng khu vực trung lộ trước vòng cấm để phá thế phòng ngự kiên cố của đối phương. Tôi cảm ơn thầy nhiều. Phá đấy. Anh em đơn giản anh em đừng hiểu gì nó phức tạp quá. Cứ tạo thành một tế tam giác như này chẳng hạn đúng không? Đây này, thằng Betis nó sẽ chạy lên sau lưng mình đúng không? Bây giờ Betis này. Lâm Chấn Thương đã donate cho Tabi. Nó rất dễ đó anh em thấy không? Chà Bùm Cun Chấn Thương 20k. Nope. Nó rất dễ đó, chỉ như vậy anh em cứ tạo thành một cái thế hình tam giác. Cái gì đấy? Rosicky. Nope. Hơi nhẹ rồi chứ. Thầy ơi, em fan Drogba 10 phô 3 mà phô 4 Kobiti dùng nào hơn nào thầy làm giáo án khiến con vợ này đờ si cả. Hôm qua vừa lên anh em không xem kênh YouTube, hôm qua vừa lên là Drogba rồi mà. Anh em vào check lại ngay, khẩn trương. Hôm qua tôi vừa lên có giáo án của Phong em 3 miếng rồi anh em. Nam James đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Nam James nhá. Bạn làm gì cho tôi tỉnh rượu cái buồn ngủ quá. Làm gì bây giờ nhỉ? Bạn có nghe Zapper không? Bạn có nghe 16 tip không? Bạn nghe 16 tip hát không? Ok, có lẽ là xong video này, tôi test xong con Lê Quang Rosicky Dũng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Lê Quang Dũng nhá. E cũng bị truyền lệch chắc mua tay cầm ca đúng shop. Chính xác, TikTok shop Tabi Tuấn Anh sẽ là một cái nơi anh em mua tay cầm ok là. Rồi, như vậy là sau khi mà test xong của Rosicky này thì chốt lại một chút. Con vợ này là dẻo. Giảng viên âm nhạc Việt Anh đã donate cho Tabi 200.000 đồng. Sai gì? Ai sai? Giảng viên âm nhạc Việt Anh, tôi chưa bao giờ. Tôi có thể gọi là cả thế giới có thể quay lưng với tôi, nhưng tôi không mà mất niềm tin vào giảng viên âm nhạc Việt Anh. Tin chuẩn, đến bây giờ vẫn là tin chuẩn anh em nhé. Tin chuẩn, tôi tin vào Việt Anh. Ôi giời ơi. Giấu tên đã đâu hết cho Tabi 10.000 đồng. Thầy còn bắt bệnh chữa bệnh không ạ? Còn em nhé, còn nhá. À, sau khi test xong thì chốt lại một chút thì tôi thấy con hàng này khá là dè dặt và phối hợp nhóm rất là hay. Sút cũng được, mặc dù là chỉ số sút có 101 thôi. Thôi tôi thấy sút ok phết đấy. Đấy, sút khá là ok. Cho nên là con này là con mà tôi nghĩ là anh em chơi Arsenal đổi gió được. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cũng được. Để tôi lấy cái dùi đâm thủng màng nhĩ rồi hãng ráp nhé. Ok, cảm ơn em nhé. Anh em có thể là mua cho mình những chiếc app về tựa game như là Liên Quân, Liên Minh hay Free Fire với cái giá cực kỳ rẻ. Truy cập ngay vào Honic.vn để lựa chọn cho mình những chiếc app phù hợp nhất.